Rồi em chào anh Quốc, nhanh Quốc ơi. Rồi lời nói đầu tiên thì cho phép bon sơ huệ em gửi lời chúc sức khỏe tới quý ông chú anh chị gần xa mình nha. Thì hôm nay bên nhà vườn bon sơ huệ của em ở Chợ Lách Bến Tre có lên một số tác phẩm bonsai để giao lưu tới quý ông chú anh chị mình. Số tác phẩm bonsai, số điện thoại của nhà vườn em là 0983 503 814. Còn số Zalo của em thì 0366 104 551 nha quý ông chú anh chị mình nha. Rồi vô mở đầu clip thì em giới thiệu tới quý chú anh chị mình một cái tác phẩm là mã số A1, một cây ổi tàu rất là già cũng có độ quái của cây nha quý chú anh chị mình nha. Cây này thì em đo cái hoành thân ngay đây là 14 sen. Chiều cao thì em tính từ mặt chậu lên là 32. Em đo tổng tán của cây nha. Tổng tán của cây là 40. Thì cây này nó rất là già cũng có cái độ quái của cây rất là duyên nha quý chú anh chị mình nha. Cái ổi tàu mã số A1 này em giao lưu tới quý chú anh chị mình giá là 950, là giá là em đã bao gồm phí ship cả cây lẫn chậu cho quý chú anh chị mình nha. Rồi, 950 em bao ship cả cây lẫn chậu, bao cây khỏe cho quý chú anh chị mình hết nha. Rồi em xin phép qua cái mã số A1 này. Rồi, tiếp đây em sẽ lên cái mã số là A2. A2 cũng là một cây ổi tàu nha quý cô chú anh chị mình nha. Một cây ổi tàu quái, nói chung cây cũng rất là già nha quý cô chú anh chị mình ơi. Cây này thì em đo cái hoành thân ở đây nha. Hoành thân ngay chỗ em thước đo em đo là 16. Rồi chiều cao của cây thì em sẽ tính từ mặt chậu lên là 42. Tổng cái tán rộng của cây là 32 nha quý cô chú anh chị mình nha. Cây này thì bên em giao lưu tới quý cô chú anh chị mình mã số A2 cây ổi tàu này giá là 1 triệu mốt nha quý cô chú anh chị mình nha. Là em đã bao gồm phí ship cả cây lẫn chậu, nói chung cây rất là dài rất là quái, nhìn rất là duyên dáng nha quý chú anh chị mình nha. Rồi, 1 triệu mốt em bao ship cả cây lẫn chậu cho quý chú anh chị mình. Rồi cái số điện thoại của nhà vườn em đó là 0983 503 814 đó, thì cái số đó thì em sẽ liên lạc với quý chú anh chị mình để chốt đơn này kia nha. Còn số Zalo của em là 0366 104 551 nha quý chú anh chị mình nha. Rồi em xin phép qua cái mã số A2 cái ổi này. Rồi tiếp đây em sẽ lên một cây sâm trái. Sâm trái này là sâm trái nu nha quý cô chú anh chị mình nha. Sâm trái nu, cây nói chung rất là già, cây đang lên nu. Cây này em sẽ đo qua cái thông số cho quý cô chú anh chị mình. Đây là hoành này, đây là 14 nha quý cô chú anh chị mình nha. Hoành là 14. Em sẽ đo tổng cái tàn của cây. Tổng cái tàn của cây là 42. Rồi chiều cao em tính luôn mặt trời dưới đáy chậu lên nha. Chiều cao từ đáy chậu lên là 35. Cây này cái đường thân nó co rất là khéo nha quý cô chú anh chị mình nha. Cây nói chung rất là già. Dòng này là sâm tái nu nha quý cô chú anh chị mình nha, sâm tái nu. Cái mã số A3 này thì em giao lưu tới quý cô chú anh chị mình giá là 1 triệu 3. Là em đã bao gồm phí ship nha. Cả cây lẫn chậu, bao đổ dở, bao cây khỏe cho quý cô chú anh chị mình hết. Cây rất là già cây luôn. Dạng xương nói chung là cứng cáp nha quý cô chú anh chị mình nha. Rồi em xin phép qua cái mã số A3 này, cái sâm trái này. Đây, tiếp đây là một cái mã số A4, cũng là một cây sâm trái. Một cây sâm trái nha quý cô chú anh chị mình nha. Cây này thì em đo cái thông số cây cái. Rồi cái hoành thân. Cái hoành thân em đo ngay thước đo là 13 cm. 13 cm. Chiều cao thì em tính luôn từ dưới đáy chậu lên là 43 nha quý cô chú anh chị mình nha. Rồi em đo tổng cái tàn đổ của cây là 60. Cây này nói chung thì em tay cành thì nó cũng ok quý ông chú anh chị mình nha. Dàn đế cũng khá là đẹp. Cái mã số A4 cây sâm tái này thì em giao lưu tới quý ông chú anh chị mình giá là 900. Là em bao ship nha, cả cây lẫn chậu. Hiện thì cây nó cũng đang bung lọc rất là mạnh. Thì bên em là bao ship, bao chậu, bao đổ dở, bao cây khỏe cho quý ông chú anh chị mình hết nha quý ông chú anh chị mình nha. Rồi em xin phép qua cái mã số A4 đó. Tiếp đây em sẽ lên cái mã số là A5. Một cây mai chú thủy trung nu. Cây này cốt cành rất là lực nha quý cô chú anh chị mình nha. Cây này thì hàng lùng lực nha. Hàng lùng lực. Để bàn em sẽ đo qua cái thông số của cây. Thì cái hoành thân em đo sát dưới này nha. Là 19 cm. Rồi chiều cao em sẽ tính từ cái mặt chậu lên là 24. Rồi tổng tàn rộng của cây là 45 nha quý cô chú anh chị mình nha. Một cây mai chú thủy trung nu. Mã số A5. Thì cây này em giao lưu tới quý cô chú anh chị mình giá là 2 triệu 6 nha. Em bao ship cả cây lẫn chậu. Đó, em qua một vòng nữa em sẽ cho quý cô chú anh chị mình xem cái dàn cốt cành của cây. Nói chung là cây nhìn rất là lực. Hàng này hàng làm chi tiết, hàng xé bánh, hàng làm kỹ nha quý cô chú anh chị mình nha.
thì hai cái mặt cắt thì nó cũng đang gom da lại rất là mạnh. Tàn của cây nói chung là rất ấm mềm nha quý chú chị mình nha. Rồi, rồi cái mã số A5 cây mai chú thủy trung nu này thì bên em giao lưu là 2,6 triệu là em bao ship nha, cả cây lẫn chậu bao đổ dở cho quý chú anh chị mình hết. Rồi em xin phép qua cái mã số A5. Tiếp đây em sẽ lên cái mã số là A6. Cũng là một cây mai chú thủy trung nu, hàng lùng lực để bàn nha. Cây này thì đế 24 giờ nha quý chú anh chị mình nha. Rồi em đo cái hoành thân của cây nha. Hoành thân là 12 sen. Hoành thân em đo sát dưới là 12 sen. Chiều cao là 21. Tàn rộng của cây là 30 nha quý cô chú anh chị mình nha. Tàn rộng của cây là 30. Cây này thì đế 24 giờ nha quý cô chú anh chị mình nha. Cái mã số A6 này em giao lưu tới quý cô chú anh chị mình giá là 2,1 triệu. Em bao ship nha, cả cây lẫn chậu. Cái vết cắt ở trên đây nha quý cô chú anh chị mình nha. Vết cắt trên đây nó còn có xíu nữa nó đã liền xẹo rồi. Rồi, đây thì cái dàn này, cốt cành được của cây. Rất là già cây cho quý cô chú anh chị mình nha. Rồi, cái mã số 26 này thì bên em giao lưu là giá là 2,1 triệu, em bao ship nha. Cả cây lẫn chậu, bao cây dở, đổ dở, bao cây khỏe cho quý cô chú anh chị mình hết. Rồi, tiếp em sẽ lên một cây mai chú thủy trung nu nữa. Cũng là hàng lùng lực để bàn. Này là mã số A7. Cây này thì em sẽ đo cái hoành thân nha. Hoành thân em đo dưới này. Ngay chỗ hút đo là 17 nha. Chỗ hút đo 17. Chiều cao anh tính từ mặt chậu lên là 23. Tàn rộng của cây là 30. Thì cái mã số A7, cái mai chú thủy trung nu này thì bên em giao lưu tới quý chú anh chị mình giá là 950 nha. Là em đã bao gồm phí ship cả cây lẫn chậu luôn. Cái này nói chung cái dàn cốt cành cũng rất là ok rồi nha quý cô chú anh chị mình nha. Đế cũng khá là đẹp. Vài dòng nữa em sẽ cho quý chú anh chị mình xem cái dạng cốt cành của cây. Mà cắt thì nó còn có xíu nữa nó liền xẹo rồi nha quý chú anh chị mình nha. Rồi, rồi em xin phép qua cái mã số A7 cái mai chú thủy trung nu này. Rồi tiếp đây em sẽ lên cái mã số là A8. A8 cũng là một cây mai chú thủy trung nu. Hàng này cũng là lùng lực để bàn nha quý cô chú anh chị mình nha. Cái này em sẽ đo cái hoành thân. Hoành thân em đo ngay hước đo là 17 nha. 17 cái hoành thân. Rồi chiều cao em sẽ tính từ mặt chậu lên. Chiều cao em tính từ mặt chậu lên là 17 sen. Tổng tàn rộng của cây là 35 nha quý cô chú anh chị mình nha. Cây này nói chung dàn cốt cành nó cũng rất là già rồi. Mặt cắt thì nó cũng còn có tí xíu nên nó cũng đã liền xẹo. Rồi cái mã số A8 cái mai chú thủy trung nu này thì bên em giao lưu tới quý chú anh chị mình giá là 900. Là em bao ship nha. Cả cây lẫn chậu luôn. Rồi đây thì cái dàn cốt cành được của cây. Rồi em xin phép qua cái mã số A8 này nha quý cô chú anh chị mình nha. Rồi tiếp đây em sẽ lên cho quý cô chú anh chị mình là một cây trang đỏ. Cũng là hàng lùng lực để bàn chơi cũng rất là đẹp nha quý cô chú anh chị mình nha. Cây này thì có cái củ đế rất là đẹp luôn. Cây này thì em đo qua cái hoành củ đế nha. Cái hoành củ đế của cây là 39 nè. Rồi em sẽ đo tổng cái hoành thân. Em lấy cái hoành thân ngay đây nha quý cô chú anh chị mình nha. Hoành thân ngay chỗ hước đo em để vô là 21. Rồi chiều cao của cây là 22 tính từ mặt chậu lên. Rồi tổng tàn rộng của cây là 26 nha quý cô chú anh chị mình nha. Cây trang đỏ. Cây này thì bên em giao lưu tới quý cô chú anh chị mình giá là 1,1 triệu. Em bao ship nha. Cả cây lẫn chậu bao đổ dở bao cây khỏe cho quý cô chú anh chị mình hết. Cây vơm tàn rất là mịn. Cũng đang bông. Thì cái số bông nó nở ra rồi đi tới quý cô chú anh chị mình nó sẽ rụng nha quý cô chú anh chị mình nha. Còn những cái đọt non này nó đang ôm nụ rất là nhiều. Về sẽ chắc đầu cho bông tiếp cho quý cô chú anh chị mình chơi tiếp nha. Rồi em xin phép qua cái mã số A9 cái trang đỏ luôn. Rồi tiếp đây em sẽ lên cái mã số là A10. A10 cũng là một cây trang đỏ hàng lùng lực để bàn luôn nha quý cô chú anh chị mình nha. Cái này em sẽ đo tổng cái hoành củ đế của cây. Rồi, cái hoành cũ của cây là 35 nha quý cô chú anh chị mình nha. Hoành cũ của cây là 35. Thì cái hoành thân em sẽ đo ở dưới này nha. Ngay chỗ hước đo em là 11 sen. Đó. Rồi chiều cao em tính từ mặt chậu lên là 25. Tàn rộng của cây là 32 nha quý cô chú anh chị mình nha. Cây này rất là già cây luôn. Tay cành cũng rất là ok nha quý cô chú anh chị mình nha.
Cái mã số A10 cây trang đỏ này em giao lưu tới quý vị chú anh chị mình giá là 1,3 triệu, là bên em bao gồm phí ship nha, cả cây lẫn chậu. Đây. Củ rất là to, tay cành già nha quý vị chú anh chị mình nha. Cây cũng đang bông đang nụ rất là nhiều. Rồi. Rồi em xin phép qua cái mã số A10 đó. Tiếp đây em sẽ lên mã số là A11, cũng là một cây trang đỏ luôn. Cũng là hàng lùng lực để bàn cho quý cô chú anh chị mình nha. Cây này em sẽ đo cái hoành cũ của cây. Cây này thì cái hoành cũ em đo ở dưới là được 30 nha. 30. Rồi cái hoành thân em đo ở trên ngay chỗ thước đo là 15. Cái này tay cành cũng ok như quý cô chú anh chị mình nha. Chiều cao tính từ mặt chậu lên là 28 nha. Rồi tổng tàn rộng của cây là 37. Thì cây trang đỏ mã số A11 này bên em giao lưu tới quý cô chú anh chị mình giá là 1,3 triệu. Em bao ship nha, cả cây lẫn chậu. Thì số điện thoại của nhà vườn em đó là 0983503814 nha quý cô chú anh chị mình nha. Nhà vườn em ở Chợ Lách Bến Tre. Còn cái số của Zalo của em đó là 0366104551 nha quý cô chú anh chị mình nha. Tại cành rất ok luôn. Rồi. Rồi em xin phép qua cái mã số A11 đó. Tiếp đây, em sẽ lên mã số A12. Một cây linh sam 86. Cây này cái dáng thế nhìn rất là duyên dáng nha quý cô chú anh chị mình nha. Linh sam 86 cây gin. Thì cái cây này em đo ngay chỗ cái bệ đế nha là 43 sen, 43 sen ngay chỗ cái bệ đế đó. Thì cái hoành thân, em sẽ đo tính ngay chỗ cái eo này là 13 sen nha. 13 sen. Rồi chiều cao em sẽ tính từ mặt chậu lên là 42 cái chiều cao. Rồi em đo tàn rộng của cây nha, tàn rộng của cây là 42 sen. Rồi cây linh sam 86 này bên em giao lưu tới quý chú anh chị mình giá là 800, mã số A12 nha quý chú anh chị mình nha. Cây cũng đang ôm nụ rất là nhiều trên cây. Cây tay cành cũng rất là già nha quý cô chú anh chị mình nha. Ở cái dáng thế rất là đẹp luôn. Rồi giá 800 em bao ship cả cây lẫn chậu cho quý cô chú anh chị mình. Mã số A12 này, một cây linh sam 86 cây riêng nha quý cô chú anh chị mình nha. Rồi em xin phép qua cái mã số A12. Rồi tiếp đây em sẽ lên cái mã số là A13. A13 cũng là một cây linh sam 86. Cây này thì hai thân nó liền nhau nha quý cô chú anh chị mình nha. Hai thân nó liền nhau chứ không có cái ghép vô nha quý cô chú anh chị mình nha. Hai thân liền nhau. Cây này em sẽ đo tổng cái bề đế của cây là 75 sen. 75 là cái bề đế nha quý cô chú anh chị mình nha. Em sẽ đo tổng cái hoành, tổng cái hoành hai thân. Tổng cái hoành hai thân của cây là 41 nha. Rồi. Hoành một thân của cây, hoành một thân của cây thì em đo được đó là 13 sen. Rồi chiều cao từ mặt chậu lên là 30 nha quý cô chú anh chị mình nha. Rồi tàn rộng của cây là 48. Thì cây linh sam 86 này bên em giao lưu tới quý cô chú anh chị mình giá là 1,1 triệu nha. Em bao ship cả cây lẫn chậu. Thì nói chung cây này tay cành cũng tương đối là ok nha quý cô chú anh chị mình nha. Vàng đế thì rất là đẹp. Này là hai thân nó liền nhau nha quý cô chú anh chị mình nha. Đó, hai thân liền nhau. Rồi mã số A13 giá 1,1 triệu nha, em bao ship cả cây lẫn chậu. Linh sam 86 gin nha quý cô chú anh chị mình nha. Rồi em xin phép qua cái mã số A13 đó. Rồi tiếp đây em sẽ lên là mã số là A14. A14 một cây sam hương. Một cây sam hương đế 24 giờ nha quý cô chú anh chị mình nha. Đế 24 giờ. Cộng đế nói chung là rất là to, rất là đều nhau nha. Thì cây này em đo qua cái bệ đế nha. Rồi bệ đế của cây em đo được đó là 70 sen. 70 sen nha. 70 sen cái bệ đế 24 giờ này. Rồi cái hoành thân em sẽ đo xét cây dấu cái cổ đế nha là 17 sen, 17 sen. Rồi chiều cao của cây em tính từ mặt chậu lên là 40. Em đo tổng tàn rộng của cây nha, tổng tàn rộng của cây là 43. Rồi cây sam hương này thì bên em giao lưu tới quý cô chú anh chị mình giá là 1,9 triệu, mã số A14 nha quý cô chú anh chị mình nha. Thì cây này em xả dây là gần hết rồi nha quý cô chú anh chị mình nha. Xả dây 90% rồi. Tay cành rất là già. Đó, đế rất là đẹp luôn nha. Thân lắc rất là khéo luôn. Đây thì nó có một cái sẹo ở đây. Thì nó đang gom da lại rất là mạnh nha quý cô chú anh chị mình nha. Đó. Rồi cái sam hương mã A14 này em giao lưu giá là 1,9 triệu nha. Là em đã bao gồm phí ship cả cây lẫn chậu. Bao đổ dở bao cây phẻ cho quý cô chú anh chị mình hết. Rồi em xin phép qua cái mã số A14 cây sam hương này luôn. Rồi, tiếp đây em sẽ lên một cây nguyệt quế nha. Một cây nguyệt quế. Cái này là nguyệt quế nu nha quý cô chú anh chị mình nha. Cái này là tam đa. Dòng này là nguyệt quế nu nha quý cô chú anh chị mình ơi.
Rồi cây này cái dàn đế là rất là đẹp luôn. Rồi cây này em đo cái hoành thân nha. Thì cái hoành thân em đo ngay cổ đế là 19 cm nè. Rồi chiều cao em tính từ mặt chậu lên là 35 nha. Rồi tàn rộng của cây là 36 luôn. Cây này cái dàn đế rất là đẹp luôn. Rồi cây A15 cây Nguyệt Quế Nu này em giao lưu tới quý cô chú anh chị mình giá là 800. Em bao ship nha, cả cây lẫn chậu. Cái dàn đế nói chung là trải rất là đều với quý cô chú anh chị mình nha. Nguyệt Quế mà kiếm được cái dàn đế này cũng rất là khó tìm. Rồi tay cành nói chung cũng ok hết trơn rồi. Đó. Cây này nó hừng chậu nha quý cô chú anh chị mình ơi. Rồi cái Nguyệt Quế A15 này em giao lưu giá là 800. Em bao ship nha, cả cây lẫn chậu, bao đổ dở, bao cây khỏe cho quý cô chú anh chị mình hết nha. Rồi em xin phép qua cây Nguyệt Quế mã A15 luôn. Thì tiếp đây em sẽ lên cho quý chú anh chị mình một cây vú sữa nha. Một cây vú sữa quái nha. Mã số A16. Vú sữa này lò ghèn anh. Vú sữa này vú sữa lò ghèn nha quý cô chú anh chị mình nha. Dạ ương từ hạt lên đây. Rồi cây này em sẽ đo ngay chỗ cái củ quái này nha quý cô chú anh chị mình nha. Cái củ quái này là được là 23 cm. Đó 23 cm. Thì em đo cái chiều cao nha, chiều cao từ mặt chậu lên là 29 nè. Rồi. Tổng cái tàn của cây á là 25. Rồi cây vú sữa này em giao lưu tới quý cô chú anh chị mình giá là 1,1 triệu nha, mã số A16, vú sữa lò ghèn nha quý cô chú anh chị mình nha. Cây rất là quái luôn. Giá 1,1 triệu bên em bao ship nha, cả cây lẫn chậu, bao đổ dở, bao cây khỏe cho quý cô chú anh chị mình hết. Đó. Rất là đẹp nha quý cô chú anh chị mình ơi. Rồi em xin phép ra mã số A16 cái vú sữa này luôn. Tiếp đây em sẽ lên mã 17, A17 nha. A17 cũng là một cây vú sữa lò ghèn, cũng là cây quái luôn nha quý cô chú anh chị mình nha. Cây này nói chung được ương từ hạt lên. Rồi cây này em đo ngay chỗ cái củ này nha. Cái củ quái này em đo được là 18 nha. 18 cm cho cái củ quái này. Chiều cao từ mặt chậu lên là 28 nha quý cô chú anh chị mình nha. Chiều cao từ mặt chậu lên 28. Rồi mã số A17 cây vú sữa này em giao lưu giá là 950 nha. 950 là em đã bao gồm phí ship cả cây lẫn chậu cho quý cô chú anh chị mình luôn. Rất là quái, rất là đẹp luôn nha quý cô chú anh chị mình nha. Rồi số điện thoại của nhà vườn em là 0983 503 814 nha quý cô chú anh chị mình nha. Nhà vườn em là ở chợ Lách Bến Tre. Còn cái số Zalo của em á là 0366 104 551. Rồi, em xin phép qua cái mã số A17 cây vú sữa này nha. Rồi tiếp đây em sẽ lên mã A18. Cũng là một cây vú sữa lò ghen. Cây nào cũng có độ quái của cây hết nha quý cô chú anh chị mình ơi. Rồi cây này em sẽ đo ra chỗ cái củ nha. Củ quái này đây luôn. Là 20 cái củ này. 20 cái củ này. Rồi cái chiều cao em đo từ mặt chậu lên là 26. Rồi cây A18 cây vú sữa này em giao lưu giá là 1,1 triệu. Em bao ship cả cây lẫn chậu. Thì cây này nó có một cái chỗ lũa nha. Cái lũa ngoài da đây. Thì nói chung cái chỗ lũa này em đã có xử lý qua keo liền sẹo rồi. Nó đang cớn mép lại rất là mạnh nha quý cô chú anh chị mình nha. Thì cái phần này thì bên nhà vườn em bao một bể cho quý cô chú anh chị mình chơi nha. Rồi. Rồi cái mã số A18 cây này giao lưu giá 1,1 triệu cho quý cô chú anh chị mình. Giá là em đã bao ship cả cây lẫn chậu, bao đổ dở, bao cây khỏe cho quý cô chú anh chị mình hết nha. Rồi em xin phép qua cái mã số A18 đó. Tiếp đây em sẽ lên A19. Là một cây mai chú hỷ trung nu. Cây này rất là già luôn nha quý cô chú anh chị mình ơi. Cây này em sẽ đo cái hoành thân. Cái hoành thân của cây em đo ngay chỗ cái eo này nha. Là 16 cm. Là 16 cm cho cái hoành thân. Rồi cái chiều cao thì em sẽ tính từ mặt chậu lên là 31 cái chiều cao. Rồi tổng tàn rộng của cây là 40 nha quý cô chú anh chị mình ơi. Cây này nó rất là già nha quý cô chú anh chị mình nha. Rồi cái mã A19 này bên em giao lưu tới quý cô chú anh chị mình giá là 1,1 triệu. Em bao ship nha, cả cây lẫn chậu. Cây rất là già, quý chú anh chị mình xem nè. Cái vàng nu của lên rất là dữ. Thì đây nó có một cái vết lũa ngay chỗ cái rễ này. Đây một cái vết sẹo ngay chỗ cái rễ. Nó cũng đang cuốn mép vô, cũng đã có xử lý qua keo liền sẹo nha. Thì nói chung mấy cái phần này thì bên em bao cho quý chú anh chị mình chơi hết. Đâu một bể này kia. Đây thì cái mặt cắt của cây. Mặt cắt của cây thì nó cũng đang kéo da lại rất là mạnh. Còn cái vàng tay cành của cây nha quý chú anh chị mình nha. Tay cành rất là già. Thân cũng lắc khéo nha quý chú anh chị mình nha. Rồi cây này em giao lưu giá là 1,1 triệu nha quý chú anh chị mình ơi. Bao ship nha, cả cây lẫn chậu, bao đổ dở, bao cây khỏe. Rồi tiếp đây em sẽ lên mã số là A20. A20 cũng là một cây mai chú hỷ trung nu. Thì cây này em sẽ đo qua thông số cái nha. Cây cũng rất là già cây.
Rồi cái này em đo được cái hoành thân là 16 nha quý chú anh chị mình nha. 16. Thì chiều cao em sẽ lấy chiều cao từ đáy chậu lên nha. Chiều cao từ đáy chậu lên là 38. Rồi em sẽ đo tổng tàn của cây. Tổng tàn của cây là 47. Tay cành rất là già. Cái mã A20 này em giao lưu tới quý cô chú anh chị mình giá là 1,2 triệu. Là em bao ship nha, cả cây lẫn chậu luôn. Đó, cây cũng đang bông đang nụ nha quý cô chú anh chị mình ơi. Đường thân lắc rất là khéo luôn nha. Rồi, cây thì vàng gốc cành của cây đây. Rất là già cây. Rồi giá giao lưu cho quý cô chú mình anh chị mình mã A20 này, cây mai chú hỷ trung nu này là 1,2 triệu nha quý cô chú anh chị mình nha. Là em bao ship cả cây lẫn chậu, bao đổ dở bao cây khỏe. Rồi em xin phép qua mã số A20 này. Tiếp đây em sẽ lên cho quý cô chú anh chị mình, đây là một cây giấy Mỹ nha, giấy Mỹ green. Hàng bonsai nha quý cô chú anh chị mình nha. Cái này thì bây giờ em sẽ đo cái hoành thân. Cái hoành thân là em tính ngay chỗ cái eo này nha. Là 26 hoành. 26 hoành. Rồi chiều cao thì em sẽ tính từ mặt chậu lên là 39 nha, 39. Tổng tàn rộng của cây nha quý cô chú anh chị mình nha. Tổng tàn rộng của cây là 42 cm. Thì cây này thì nó đang cái tuổi hai lá nên quý cô chú anh chị nào có chốt thì em gửi đi, nó hơi nó rụng lá xíu nha quý cô chú anh chị mình nha. Cứ để ngoài nắng bình thường giúp em là cây sẽ bắt đầu nó bung chồi non, bắt đầu ôm nụ lại. Rồi cái mã A21 này, cái mai cái giấy Mỹ này em giao lưu tới quý cô chú anh chị mình giá là 2,2 triệu. Là em bao ship cả cây lẫn chậu nha. Cây nói chung rất là già nha quý cô chú anh chị mình nha. Rất là già cây luôn. Đó, cũng có độ quái đồ của cây rất là khéo nha quý cô chú anh chị mình ơi. Rồi 2,2 triệu là em đã bao ship nha, cả cây lẫn chậu, bao đổ dở bao cây khỏe cho quý cô chú anh chị mình hết. Nó thì cây nó đang hai lá nha quý cô chú anh chị mình ơi. Quý cô chú anh chị nào có ơn ý chốt thì nó hơi rụng lá xíu. Sau đó quý chú anh chị mình cứ để ngoài nắng bình thường giúp em là cây nó sẽ bung chồi non, bắt đầu ôm nụ lại. Rồi em xin phép qua cái mã số A21 này luôn, cây sâm hương này luôn. Rồi tiếp đây em sẽ lên là A29 nha. Ờ quên, A22. A22, đây là một cây mai chiếu hỷ lá lớn. Thì cây này cái bệ đế rất là đẹp luôn quý cô chú anh chị mình ơi. Đây. Em sẽ đo vào cái nồi đế của cây này trước cái nha. Một cái nồi đế rất là đẹp. Cây này thì tổng cái hoành đế em đo được đó là 80 nha, 80 cái hoành đế. Rồi cái hoành thân em sẽ đo ngay chỗ cổ đế nha. Là 25 hoành. Đây là lá lớn nha quý cô chú anh chị mình nha, mai chú hỷ lá lớn. Rồi chiều cao từ mặt chậu lên là 52. Rồi tàn rộng của cây là 58 luôn nha quý cô chú anh chị mình ơi. Cái mã A22 này em giao lưu là giá là 2,9 triệu nha. Em bao ship cả cây lẫn chậu, cây này đã hừng chậu rồi nha quý cô chú anh chị mình ơi. Cây này đã hừng chậu rồi. Về tới quý cô chú anh chị mình có thể ra cái chậu lớn hơn xíu nữa cũng được. Ok. Nói với là cái vàng dây thì nó cũng có số, nó cũng đã siết dây cũng khá là nhiều. Về quý cô chú anh chị mình có thể xả dây ra lần lần được rồi. Rồi. Qua cái nữa em sẽ cho quý chú anh chị mình xem cái dàn cốt đồ của cây nha. Cốt rất là to. Đó, siết dây cũng khá là nhiều rồi. Về quý cô chú anh chị mình có thể xả dây ra lần lần được rồi nha quý cô chú anh chị mình ơi. Hàng đã hừng chậu. Rồi em xin phép qua mã A22 này luôn. Cái này em giao lưu giá là 2,9 triệu nha quý cô chú anh chị mình nha. Là em bao ship nha, cả cây lẫn chậu. Rồi tiếp đây em sẽ lên cho quý chú anh chị mình một cây sâm hương. Cây sâm hương rất là đẹp. Đế 24 giờ luôn quý cô chú anh chị mình ơi. Em sẽ đo qua cái bệ đế của cây nha. Rồi cái bệ đế của cây em tính được đó là 50, 55. 55 cái bệ đế nha. Hoành thân em đo ngay chỗ cái eo này nha. Là 19 cm. 19 cm. Rồi cái chiều cao của cây tính từ mặt chậu lên là 25. Rồi em đo tổng tàn rộng của cây nha. Tàn rộng của cây là 40. Rồi cây sâm hương mã A23 này em giao lưu giá là 2,4 triệu cho quý cô chú anh chị mình nha. Là em bao ship cả cây lẫn chậu. Tàn rất là mịn luôn. Nói chung là cây này là tay cầm nói chung là ok hết rồi quý cô chú anh chị mình nha. Rất là liền lạc cây. Thân lắc đồ đế đồ rất là đẹp. Đó, nhất đế nhị thân nói chung là cây này có đủ nha quý cô chú anh chị mình nha. Đây thì cái vàng tay cành đồ của cây này, rất là dày đặc luôn nha. Rồi em xin phép qua mã số A23 cây sâm hương này luôn. Rồi tiếp đây em cũng lên mã A24 nha.
24 cũng là sâm hương luôn quý cô chú anh chị mình ơi. Cái này cũng là sâm hương luôn. Cái này thì em sẽ đo cái dàn đế của cây. Rồi bể đế của cây em đo được đó là 50 sen, 50 sen. Cái hoành thân thì em đo ngay chỗ cái eo này nha. Cái hoành thân là được là 16 sen. Em sẽ đo tổng cái tàn của cây nha. Tổng tàn của cây là 84. Rồi cây mã A24 cây sam hương này em giao lưu cho quý chú anh chị mình giá là 1,7 triệu nha. Em bao ship cả cây lẫn chậu luôn. Thì cái dòng sam hương này quý chú anh chị mình càng xuống lá càng nhiều lần cái lá nó bắt đầu nó nhỏ lại nha quý cô chú anh chị mình nha. Đó. Đây thì có cái rễ nó bị lũa đây. Ở đây thì em đã có xử lý qua keo rồi. Nó đã cuốn mép vô rất là mạnh. Thì cái phần lũa này là em bao cho quý cô chú anh chị mình chơi nha. Bao một bể đồ này kia hết. Rồi em xin phép qua mã A24 cây sam hương này luôn nha quý cô chú anh chị mình nha. Rồi tiếp đây em sẽ lên mã A25. 25 đây là một cái củ nha quý anh chú anh chị mình nha, một cái củ tạ Phúc Kiến. Cây này rất là già luôn. Tàn rất là mịn này nha quý cô chú anh chị mình ơi. Cây này em sẽ đo tổng cái hoành củ của cây nha. Tổng cái hoành củ của cây là 48 sen, 48 sen. Em sẽ lấy tổng cái hoành em tính tổng cái hoành ở trên đây cái nữa nha. Rồi, tổng cái hoành ở ngay chỗ thước đo em đo ở trên đây cái nữa là 37 nè. Rồi chiều cao nha, chiều cao em sẽ tính từ mặt chậu lên. Đó là 32 sen. Cái này A25 nha quý cô chú anh chị mình nha. Đây thì nó có một cái dính lũa trên đây. Lũa này nó đã cuốn mép vô rất là mạnh rồi nha quý cô chú anh chị mình nha. Phần này là em bao một bể nha. Rồi cây mã A25 cây tạ Phúc Kiến này em giao lưu giá là 1 triệu 8 nha. Đó, 1 triệu 8 em bao ship cả cây lẫn chậu, cây đang mang trái rất là nhiều. Đó thì cái dàn cốt cành của cây đây em sẽ cho quý cô chú anh chị mình xem qua cả nha. Rất là già. Rồi cái mã A25 cây tạ Phúc Kiến này bên em giao lưu là giá là 1 triệu 8 nha. Làm bao ship cả cây lẫn chậu, bao đổ dở, bao cây khỏe cho quý cô chú anh chị mình hết. Rồi tiếp đây em sẽ lên mã A29. A29 là một A26 là một cây me. Một cây me. Cây me này cái dáng cũng rất là đẹp nha quý cô chú anh chị mình ơi. Cây me này nè, em sẽ đo tổng cái nồi đế nha. Là 55. 55 cái nồi đế. Rồi cái hoành thân, cái hoành thân em sẽ đo ngay chỗ cái cổ này là 22 sen, 22 sen. Cây này nó cũng đang bung chồi non nha quý chú anh chị mình nha. Rồi, chiều cao là cây là 51 sen. Rồi, tổng cái tàn của cây là 60 nha quý chú anh chị mình nha, tổng tàn cây là 60. Cây A26 cây me này em giao lưu tới quý chú anh chị mình giá là 1 triệu 9, em bao ship cả cây lẫn chậu nha. Cây rất là già, cốt rất là to nha quý chú anh chị mình nha. Đó, cốt rất là to. Thì cây này nó đây là một cái vết cắt này nó cũng đang cuốn mép vô. Đó, đây thì nó có một cái vết lũa nữa. Cái vết lũa này thì nó cũng đang cuốn mép lại rất là mạnh rồi nha quý cô chú anh chị mình nha. Nó cây nào có lũa đâu thì mấy cái phần đó là em bao cho quý cô chú anh chị mình chơi hết nha. Bao một bể về sau nha. Rồi cái này cũng A26 cây này em giao lưu giá 1,9 triệu, em bao ship nha cả cây lẫn chậu, bao đổ dở, bao cây khỏe cho quý cô chú anh chị mình hết nha. Rồi. Rồi em xin phép qua mã A26 rồi luôn. Thì đây thì cũng cây cuối clip nha. Cây cuối clip em xin gửi tới quý cô chú anh chị mình. Đây là một cây nguyệt quế. Cây này hàng để sân nha quý cô chú anh chị mình ơi. Hàng để sân nha. Cây này thì em sẽ đo qua cái thông số của cây cái cho quý cô chú anh chị mình. Đó. Tổng cái nồi đế nha quý cô chú anh chị mình nha. Tổng cái nồi đế em tính là 1m7 nha. 1m7 cái nồi đế. Thì đây em đo cái hoành thân lớn nhất cho quý cô chú anh chị mình nha. Cái hoành thân lớn nhất của cây. Nó là 44 cái hoành thân lớn nhất. Rồi, chiều cao em tính từ mặt chậu lên nha. Chiều cao em tính từ mặt chậu lên là 84. Rồi. Tổng tàn của cây là 85 nha quý cô chú anh chị mình nha. Cái quyệt quế khá là to. Đây nó có cái chỗ lũa này, anh quanh quay cái chỗ lũa này giùm em nha. Rồi, tay cành cũng rất là già nha quý cô chú anh chị mình nha. Tay cành rất là già. Rồi cây nguyệt quế này bên em giao lưu tới quý chú anh chị mình giá là 7 triệu nha. Là em bao ship nha, cả cây lẫn chậu luôn. Cây tay cành rất là to, dàn đế khá đẹp nha. Đây có lũa bên kia. Thì cây này thì nó có một cái chỗ lũa. Em sẽ cho
Quý chú anh chị mình xem cái chỗ lũa này của cây. Lũa này dàn đế rất đẹp. Đây em dày cho quý chú anh chị mình dễ ứng lượng được kích thước nha. Đó, thì cái chỗ lũa này, cái chỗ lũa này thì nói chung em đã có xử lý qua rồi. Bây giờ nó đang gom da lại rất là mạnh nha quý chú anh chị mình nha. Đó, nó không còn một bể gì nữa. Đó, tay cành rất là già luôn. Rồi, cây này em giao lưu giá là 7 triệu nha. Em bao ship cả cây lẫn chậu cho quý chú anh chị mình chơi. Thằng này nói chung là hàng để sân nha quý chú anh chị mình ơi. Rồi, thì cái số điện thoại của em là 0983503814 nha quý chú anh chị mình nha. Còn số Zalo của em là 0366104551. Rồi thì kết thúc cây nguyệt quế này, em cũng xin kết thúc cái clip ngắn của em đây. Rồi nói chung thì em cũng gửi lời cảm ơn tới quý chú anh chị gần xa mình rất là nhiều. Quý chú anh chị mình có yêu thích tác phẩm nào thì ủng hộ giúp nhà vườn em nha. Rồi cảm ơn tất cả quý chú anh chị mình rất là nhiều luôn. Hẹn gặp lại quý chú anh chị mình vào một cái clip sau nữa nha quý chú anh chị mình đây. Rồi em xin chào tất cả quý chú anh chị mình luôn nha.